Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Con những đức xin giáo hội cho con được thông báo chương trình khiếm thị. Tại vì con thường tổ chức chương trình khiếm thị với phát quà cho người nghèo trong dịp tháng 7, cũng là mùa Vu Lan báo hiếu. Cho con được thông báo cái chương trình để cho quý thầy ban tổ chức trong chùa đứng ra phát quà cho người khiếm thị và người nghèo. Và con cũng thông báo cái chương trình trung thu, năm nào thì con cũng tổ chức chương trình trung thu cho các cháu nhỏ, các cháu rất là vui. Nên con xin giáo hội cho con được thông báo những chương trình mong lợi ích cho tất cả chúng sanh, cho mọi người. Trong dịp tháng 7 là mùa Vu Lan báo hiếu, những đức cũng tổ chức cái chương trình khiếm thị ngay cái ngày thứ 7, thứ bảy tuần sau nữa, bỏ thứ bảy tuần này lấy thứ bảy tuần sau. Ngày dương lịch thì là mùng 10 tháng 8 2024 dương lịch, còn ngày âm lịch là nhằm ngày mùng 7 tháng 7 âm lịch, ngay thứ bảy tuần sau nha quý vị. Như bữa nay thứ năm, bỏ tuần này, bỏ thứ bảy tuần này, thứ bảy tuần sau là ngày âm lịch, là ngày mùng 7 tháng 7 âm lịch. Chúng ta sẽ tổ chức chương trình khiếm thị, người khiếm thị, khiếm tật, người nghèo đến rất là đông. Họ cứ điện thoại cho ban tổ chức cứ hỏi suốt. Những đức khi tổ chức chương trình khiếm thị thấy thương tâm quý vị, vì bản thân của mình lục căn còn đầy đủ, còn họ thì tật nguyền, thấy tội nghiệp quá, nên thấy thương quá. Quý Phật tử ngày đó thì chúng ta về cùng niệm Phật với người khiếm thị, khiếm tật, người nghèo. Xong rồi cô ít lòng nhiều, quý vị tự tay mình, quý vị tặng cho những người khiếm thị, khiếm tật, giống như một miếng khi đói bằng gói khi no, quý vị. Con người thương con người với nhau. Nhưng đức thường nói rằng mình đến với cái cuộc đời này, mình làm được những việc thiện, việc tốt, mình là mừng lắm, rất là mừng. Chương trình thì ban tổ chức quý thầy sẽ đứng ra làm. Những đức luôn luôn chấp hành đàng hoàng, nhưng mà con xin trên là giáo hội cho con được thông báo chương trình thôi. Mong rằng người xuất gia của mình cũng làm những việc gì lợi ích cho xã hội, cho mọi người.
con năm nay mới 43 tuổi, thấy mình cũng còn trẻ, cơ hội làm được những việc gì ý nghĩa được thì cố gắng mà làm. Cứ lo cho các cụ già, nghĩ rằng một ngày nào mình cũng già như các cụ, rồi muốn làm được. Một hơi thở thở ra không hít vào thì tất cả những thứ gì trong cuộc đời này mình đâu cầm theo được đâu. Nên con cố gắng. Nên những đức khuyên hàng Phật tử trong dịp tháng 7 là mùa Vu Lan báo hiếu, chúng ta tu phước tu duyên để hồi hướng cầu an cho ông bà cha mẹ mình còn sống và cầu siêu cho ông bà cha mẹ mình đã chết. Chương trình khiếm thị tại chùa mình tổ chức thì tất cả quý Phật tử đã hiểu, đã biết rồi. Quý vị về chùa chính tay quý vị cho tiền người khiếm thị khiếm tật. Nhân đức mỗi lần mà thấy người khiếm thị khiếm tật người ta được quý vị cho tiền, nhân đức mừng lắm, nhân đức vui lắm. Thì nhân đức tổ chức rất nhiều lần, quý vị thấy rồi đó, vui vô cùng khi thấy người khiếm thị khiếm tật người ta được nhận chút đỉnh tiền. Nghèo khổ lắm quý vị thì mới đến dự chương trình này để nhận tiền thôi, chứ người dư giả cũng không ai đi vào chương trình này để ngồi để nhận tiền làm gì. Nên mỗi người chúng ta có cơ hội để tu phước tu duyên. Những đức thường đọc cái câu cõi thế trăm năm một kiếp người, ai rồi cũng phải trở về thôi. Phải sống sao cho thật ý nghĩa, để buổi ra đi nở nụ cười. Mình cứ nhắc mình hoài vậy đó. Sống sao cho thật ý nghĩa, để buổi ra đi nở nụ cười. Mình nhìn từng đời ông bà cha mẹ mình từng đời đi qua, rồi bản thân chúng ta cũng tiếp tục. Ai cũng vào quan tài, một thơ hơi thở thở ra không hít vào, chúng ta có cầm cái gì theo được đó quý vị. Nên chương trình khiếm thị khiếm tật này là một chương trình rất là nhân văn, rất là ý nghĩa. Tất cả những người khi nghe được những đức thông báo chương trình này, quý vị nên đến một lần để tìm hiểu. Dù quý vị không có cho tiền họ, nhưng quý vị nắm tay dẫn họ vào chánh điện, dẫn họ vào chỗ ngồi, cũng là cái tình thương mến thương giữa con người đến với con người với nhau quý vị. Làm bằng cả tấm lòng chân thật, khi đủ duyên trong cuộc đời này mình làm được những việc ý nghĩa. Nên con những đức xin trên là giáo hội cho con được thông báo chương trình này để lợi ích cho bao nhiêu người. Chứ chương trình của con cũng không có ra để ngồi thuyết giảng gì cả. Các ngài yên tâm, con chấp hành đàng hoàng, nhưng tuổi con còn trẻ thì cho con có cơ hội đưa lên những cái điều tốt, có người làm những việc lợi ích tốt cho tất cả mọi người. Chỉ như vậy thôi. Con chấp hành luôn luôn ở trong chùa, không đi đâu cả, luôn luôn chấp hành đàng hoàng ở trong ngôi Tam Bảo, không đi đâu hết. Nên đó là chương trình khiếm thị. Quý Phật tử khắp nơi nơi trong dịp tháng 7 chúng ta sắp xếp mình được về ngôi Tam Bảo, được tu phước tu duyên cho người khiếm thị, khiếm tật, người nghèo. Đây là cái lợi ích rất là lớn. Thì mình hồi hướng cầu an cho cha mẹ của mình còn sống,
hay mình cầu siêu cho cha mẹ của mình đã mất, quý vị. Đó là chương trình khiếm thị. Còn những đức cũng thông báo cái chương trình trung thu của các cháu. Trung thu là cũng ngay thứ bảy, ngày 12 tháng 8 âm lịch. Ngày dương lịch là ngày 14 tháng 9 2024. Nhớ là ngày âm lịch là ngày 12 tháng 8 âm lịch nha quý vị. Trung thu năm nào cũng tổ chức cho các cháu nhỏ được về chùa. Những đức cũng đặt đâu 4.000 cái đèn bông sen bằng điện tử cho các cháu được về chùa trung thu, rồi mua bánh trung thu cho các cháu được ăn. Nên thấy các cháu vui mình cũng vui. Đó là chương trình như vậy những đức nêu lên. Chùa mình thì năm nay ngày Du Lan thì ngay 14-15 ngày âm lịch, ngay thứ bảy chủ nhật luôn quý vị. Nên trong dịp tháng 7 mình cũng về niệm Phật lễ Phật, về niệm Phật lễ Phật, tu tập phong sanh cũng đi thực để cầu an cho người thân, ông bà cha mẹ của mình còn sống, và cầu siêu cho tất cả những người đã mất. Tháng 7 là mùa Du Lan, Du Lan báo hiếu cho cha mẹ của mình. Nên chúng ta còn sống với nhau, chia cho nhau cơm ăn áo bặm. Nhưng khi mất rồi thì chỉ có tu tạo phước duyên để hồi hướng thôi. Họ đang trông chờ mình dữ lắm. Mình ở cõi đời này mình khổ nhưng mà một phần thôi. Còn nếu như ông bà cha mẹ người thân mình còn đọ tam đồ ác đạo thì khổ hàng tỷ lần. Dù mình cúng mâm cao cổ đầy thì cũng không có lợi ích bao nhiêu đâu. Chỉ có niệm Phật lễ Phật, tụng kinh, tu nhân tích đức, chân thật hồi hướng cho ông bà tổ tiên mình đã mất trong mùa Du Lan này. Vì tâm niệm của rất nhiều người nghĩ mùa Du Lan chúng ta báo ơn, đền ơn cho người còn sống hay người đã mất. Nhiều người nghĩ như vậy. Nên trong mùa Du Lan mình tu nhân tích đức, lợi cho người còn sống và lợi cho người đã chết. Nên cái chương trình Du Lan của chùa mình năm nay là ngay thứ bảy chủ nhật 14-15 ngày âm lịch nhớ nha. Quý vị về chùa tu tập thôi. Chùa Hộ Pháp cũng được, Đại Tùng Lâm cũng được, tùy quý vị. Những đức rất là vui khi thấy người niệm Phật và sống mỗi ngày niệm Phật. Đó là niềm vui lớn nhất của mình. Nguyện tất cả chương trình tu tập lợi ích cho chúng sanh bằng cả tấm lòng. Những việc lợi ích này mình hồi hướng cầu an cho tất cả những người còn sống trong quả địa cầu này được bình an, và cầu siêu cho tất cả những người đã mất chưa được siêu thoát, cầu siêu cho họ được siêu thoát. Chương trình những đức thông báo như vậy. Nhớ nghe quý vị, chương trình khiếm thị thứ bảy tuần sau, mùng 10 tháng 8 dương lịch nhằm mùng 7 tháng 7 âm lịch nghe quý vị. Chương trình khiếm thị, nên tất cả quý Phật tử khắp nơi nơi đủ duyên sắp xếp được về dự chương trình khiếm thị. Nhớ dẫn con cháu đồ theo để con cháu mình thấy được trong cuộc đời này còn rất nhiều người khổ,
què quặt mù tật nguyền khổ lắm. Chỉ cho con cháu mình để biết thương người. Thương người như thể thương thân quý vị. Mình có tiền mình đổi ra, mình đưa cho con cháu người thân dòng họ mình, cho người nghèo chính tay bị gió luôn, tặng cho họ để phát ra cái tâm thương, thương người, giúp người. Có nghĩa là chương trình chùa mình là chính quý vị, chính tay bị làm luôn, không cần phải đưa cho nhà chùa gì đâu. Chính quý vị làm lợi ích cho mọi người. Chính quý vị cảm nhận được tình thương mến thương giữa con người đến với con người với nhau. Những đức chỉ là thông báo chương trình để cho tất cả quý vị khắp nơi nơi hưởng ứng cái chương trình để giúp đỡ người khiếm thị. Số lượng cũng rất là đông, rất đông, ít gì cũng khoảng cỡ chắc khoảng 6,000 khiếm thị, khiếm tật và người nghèo bị về trong dịp tháng 7. Như cái tổ chức chương trình này đưa lên chương trình để cho tất cả các anh em làm, việc này rất ý nghĩa. Nguyện tam bảo gia hộ trên là tất cả các vị đại lão hòa thượng, rồi chư tăng ni sức khỏe, và tất cả Phật tử sức khỏe. Nam mô A Di Đà Phật.